các vị đồng tu xin mời ngồi mời xem tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán kinh gian tờ thứ năm xem ở hàng sau cùng thế giới những tấn cập thiền định trí tuệ phương tiện thần thông đẳng thần thông đẳng là mười ba la mật ba loại sau cùng nguyện lực trí phía trước chúng ta học mười nguyện phổ hiền đêm lễ kính chư Phật xưng tán như lai quảng tu cúng dường sơ lược đói qua tiếp theo là nguyện thứ tư sáng trừ nghiệp chướng trong mười nguyện mỗi một nguyện đều là đầy đủ chính nguyện khác đây là trên kinh hoa nghiêm đã nói nhất tức nhất thiết nhất thiết tức nhất bất cứ một pháp nào đều viên mãn hàm nhiếp tất cả pháp Vì sao vậy? Đến đoạn sau cùng Chúng ta liền xem thấy Tự tánh Pháp nhĩ như thị Đích thực là Pháp Pháp nhiên dung Không có chướng ngại vì thì ở trong tu hành mà nói sám hối có thể nói là một điều quan trọng nhất trong mười nguyện phía trước là trợ duyên là thiền căn là phước đức đến chỗ này chân thật là thành tựu nghiệp chứng trừ hết chẳng phải thành tựu rồi hay sao mười phương chư phật như lai khác biệt với chúng ta ở chỗ nào có thể nói là chư phật là đem nghiệp chứng trừ sạch hết giống như trên tựa đề của thiên văn chương này gọi là vọng tận Dòng tận là ý nghĩa thế nào? Nghiệp chướng thấy đều sám trừ Không có nghiệp chướng Vậy thì hoàng nguyên Hoàng nguyên chính là quay về lại tự tánh Duyên thành Phật Đạo Đây không phải Bồ Đề Là cứu cánh Phật quả viên mãn Vì thì ở xã hội hiện tại này. Người khỏe mạnh không nhiều. Người không khỏe mạnh đến đâu đều có. Người không khỏe mạnh là nói gì vậy? Chính là có nghiệp chướng. Hay nói cách khác, chính là có bệnh. Không phải là thân bệnh chính là tâm bệnh. Trên thực tế nói Bởi vì bạn có tâm bệnh Cho nên mới có thân bệnh Nếu tâm không có bệnh Thì thân thể làm sao có bệnh Không hề có đạo lý này Ở đây chúng ta có được một cái đĩa Tiên sinh lưu hữu sanh giảng Người ta gọi là lưu thiện nhân Nói bệnh Ông trị bệnh cho người Nghi nan tạp chứng Bệnh viện Trung Tây Y Không còn cách gì trị liệu Tìm đến ông Ông dùng phương pháp Gì để trị Tìm ra cái nguyên nhân mà bạn bị bệnh nói ra để bạn chính mình sanh tâm hổ thẹn chân thật sám hối khi vừa sám hối thân thể lập tức liền có phản ứng bạn liền sẽ ói ra ói ra những thứ dơ bẩn đó chính là bệnh của thân thể ói ra hết sạch thân thể liền khỏe chính ông khi còn trẻ khi hai mươi mấy tuổi khắp thân đều là bệnh gặp được một lão nhân cho ông một quyển sách lão tiên sinh dương phụng nghi giết thực tế mà nói đây là nói bệnh sớm nhất là tiên sinh dương phụng nghi ở khu vực đông bắc trung quốc cũng là khi trẻ tuổi đã bị bệnh khổ được cao nhân chỉ điểm thật tâm sám hối nhận được hiệu quả rất tốt vì sao liền dùng phương pháp này để giúp người khác người ta gọi là thiện nhân học trò của ông đời đời nối nhau lưu thiện nhân cũng là học trò chuyện tiếp của dương phụng nghi hiện tại rất nổi tiếng ở trong nước đĩa cd của ông không có bản quyền hoan nghênh in chép lưu thông tôi xem rồi chỉ có một cái Tôi xem qua Còn có một số đồng tu sau khi xem rồi Đêm nói viết thành văn tự rất tốt Bởi vì khẩu ngữ phương Bắc Có một số người vẫn là không thể hoàn toàn nghe được hết Dùng văn tự để viết ra Tôi xem qua Tôi đem đó làm thành một tập Tổng cộng có 20 tờ thế nhưng hiện tại đích thực có rất nhiều đồng tu làm việc rất bận rộn hai mươi tờ đối với họ mà nói là quá dài họ không có thời gian để xem cho nên lần thứ hai làm lại lần nữa tập sách lần này là tám tờ vậy thì dễ dàng nhiều hy vọng từ chỗ này để vào cửa tiếp dẫn Xem ra được hứng thú rồi Bạn lại xem tập sách Làm lần thứ nhất 20 tờ Nếu như Ưa thích hơn Bạn xem nguyên văn của ông Nghe địa của ông giảng Đại khái khoảng 2 giờ đồng hồ Chỉ một buổi học Có đồng tu nói với tôi xem qua văn tự của ông hoặc giả dạ xem qua đĩa chân thật bị cảm động cảm đến chính mình cả thân bình khổ nghe qua lão tiên sinh nói chuyện sức có đạo lý chính mình vừa phản tỉnh Đầu đớn rơi lệ phản tỉnh cái gì chân thật là chính mình sai về trước đều là cho rằng người khác sai ta không sai cho nên bị cả thân bệnh hiện tại vừa nỗ lực phản tỉnh mới biết được là chính mình sai người khác không sai có cái dũng khí này thừa nhận thừa nhận lỗi lầm sám hối với cha mẹ hoặc giả sám hối với anh em làm những gì có lỗi với anh em làm những gì có lỗi với bạn bè phục vụ ở trong đơn vị có lỗi với cấp trên có lỗi với đồng sự luôn là tự tư tự lợi khởi tâm đồng niệm tổn người lợi mình nặng thì chính mình bị bệnh có lúc thì ảnh hưởng ảnh hưởng người nhà của bạn bị bệnh ảnh hưởng trẻ nhỏ của bạn bị bệnh trẻ nhỏ từ 12 tuổi trở xuống nếu chúng bị bệnh phần nhiều là nghiệp chướng của cha mẹ Như vậy vừa sám hối Chân thật là thống thiết Thống thiết Ngũ tạng lục phủ Nó liền khởi tác dụng Liền khởi phản ứng Những thứ dơ bẩn Nghiệp chướng ở bên trong Liền ói ra ngoài Ói tới mật xanh Tiên sinh lưu hữu sinh Trong báo cáo của ông lúc ông hai mươi mấy tuổi xem thấy quyển sách này của dương phụng nghi cảm thấy hổ thẹn ông đã ói rất nhiều ngày ói đến mật xanh chân thật là đêm cái bệnh thảy đều ói hết sạch từ đó về sau những thứ bệnh này không cần trị cũng hết chính mình khỏe ra cái đĩa đó Thật ra là không quá lâu Thu âm rất gần Tôi nghe ông ấy nói Năm nay ông 67 tuổi Hơn 40 năm qua Không hề bị bệnh bao giờ Không hề chích thuốc Không hề uống thuốc Thân thể khỏe mạnh người ở nơi đâu đến tìm ông ông liền đi đến nơi đó ông vào lúc đó khi hai mươi mấy tuổi và lúc đó sắp chết rồi không thể sống nổi ông sống lại được sống lại được ông liền phát ra một cái nguyện nếu tôi không chết có thể sống lại được thì cả đời này tôi sẽ không vì chính mình tôi vì người khác tôi phải đem phương pháp tốt này phổ biến truyền thụ cho mọi người, chỉ có một mục đích, hy vọng mỗi một gia đình an vui tự tại, xa lìa bệnh khổ. Cho nên ông nói bệnh cho người, trị bệnh cho người, không cần tiền, không nhận tiền. Vậy chúng ta nghĩ lại xem con người này, tuy ông không phải là tín đồ Phật giáo, có phải ông đang hành Bồ Tát Đạo hay không? Đúng vậy, không sai chút nào Đại từ Đại Bi Cứu khổ cứu nạn Cho nên nhà Phật Nói đến tu hành Hành là cái gì? Hành là hành vi Tu là sửa đổi vậy thì chúng ta liền hiểu rõ hành vi của chúng ta đã phạm lỗi lầm đã phạm sai lầm đem những sai lầm này tu sửa lại đi gọi là tu hành đọc kinh có phải là tu hành không ngồi tĩnh tọa có phải tu hành không niệm phật có phải tu hành không không nhất định Người xưa có một câu nói Miệng niệm di đà Tâm tán loạn Đau mồm sát hỏng Cũng chỉ uổng công Vì niệm Phật có phải là tu hành không? Một ngày mười dạng danh hiệu Phật Trong tâm là tán loạn Khởi tâm động niệm Vẫn là chú ý đến người khác Vẫn là muốn chiếm tiện nghi của người khác Đó gọi là tu hành sao? Chân thật phản tỉnh Chân thật cải đổi Chân thật tự làm mới Một câu Phật hiệu cũng không niệm Tôi cảm thấy người đó thật là tu hành Cho nên tịnh độ tông niệm Phật giảng sanh Không phải là Phật hiệu niệm được nhiều ít Ở cái gì? Ở tâm thanh tịnh Trên Kinh nói được rất rõ ràng Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh Vì liền biết được Chúng ta niệm câu Phật hiệu này Mục đích là gì? Mục đích là niệm ra được tâm thanh tịnh Bởi vì bạn không niệm Phật Bạn liền nghĩ tưởng sàng bậy Nghĩ tưởng sàng bậy Đó không phải là tâm thanh tịnh tạp tâm vọng niệm hiện tại người ta gọi là tâm khí bao trao cho nên một câu a di đà phật này là pháp phương tiện tốt nhất bằng niệm đến a di đà phật nghĩ đến a di đà phật trên kinh đã nói Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói Nhớ Phật niệm Phật Hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật Thế nhưng đang niệm Phật Bạn không thể không tận hiếu đạo Vì sao vậy? Năm xưa khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế Đem pháp môn này truyền cho phu nhân Vi Đề Hy Đây là sự việc của gia đình vua Tần Bà Sa La Gặp phải con trai Đoạt lấy ngu dị hại phụ thân của ông cũng đem mẹ đi cầm tù gặp tai nạn to lớn như vậy câu chuyện này ở trong quán vô lượng thọ phật kinh duyên khởi của quán vô lượng thọ phật kinh từ đây mà ra Phu nhân vi đề hy Giác ngộ Cái thế gian này quá khổ Như Thích Ca Mâu Ni Phật Hướng đến Thích Ca Mâu Ni Phật Cầu trợ giúp Hy vọng Phật đã có thể giới thiệu cho bà Trong cõi nước chư Phật Có tình độ hay không Có nơi nào không có những tai nạn này hay không Bà muốn cầu giảng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật rất từ bi. Dùng thần lực của Phật đem mười phương cõi nước chư Phật hiện ra ở ngay trước mặt bà. Như hiện tại chúng ta xem truyền hình vậy. Bà thấy đều xem thấy hết. Bà rất hoan hỷ. Bà chọn lấy cõi tịnh độ của A-di-đà Phật. Bà nói chỗ này tốt Tôi mong muốn Dạng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Đi bằng cách nào Mong muốn Thế Tôn Khai đạo cho bà Bà thật đã chọn đúng Cho nên bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật Không hề chủ động giới thiệu bà đến thế giới cực lạc Đem gọi nước chi Phật triển hiện ra ngay trước mặt bà Để cho bạn chính mình chọn vì thì quá tốt Thế Tôn Dạy cho bà cách tu như thế nào Trước tiên dạy bà tu Tình nghiệp tam phước Đây là nền tảng Vì ngày nay chúng ta Niệm Phật cầu giảng sanh Người niệm Phật rất nhiều Người giảng sanh rất ít Vấn đề này do đâu? Quên mất đi tình nghiệp tam phước. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Phật dạy bà cầu giảng sanh Trước tiên làm công tác chuẩn bị Bạn phải đem điều kiện Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Chuẩn bị cho đầy đủ Thấy đều chuẩn bị tốt bạn mới có thể đi được Cho nên niệm Phật Ngày ngày niệm một câu A-di-đà Phật Phải có cái nền tảng Của tình nghiệp tam phước Không có cái nền tảng này Thì không được Tam phước điều thứ nhất là Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát Tu bời thiện nghiệp Chúng ta làm đến được hay không? Chúng ta tưởng tượng xem Chúng ta có tội nghiệp này hay không? Có thể xứng với cha mẹ hay không? Hiếu dưỡng cha mẹ phụ sự sư trưởng Hai câu này Chính ngay trên đệ tử quy Thực tiễn đệ tử quy 100% Thì làm được hai câu này Từ tâm bất sát Làm được thái thượng cảm ứng thiên Tu thập thiện nghiệp Mười nghiệp thiện của Phật Đà Bạn làm được rồi Ba cái gốc nho thích đạo Bạn không có được ba cái gốc này Bạn niệm Phật Không thể tương ưng với A-di-đà Phật Ngay trong đây có chướng ngại Không học Không nghe nói đang học Thế nhưng họ niệm Phật thật giảng sanh 50 năm trước Bên đây chúng ta lão thái thái của tượng quân hương đứng mà giảng sanh Bà có học qua địa tử quy hay không? Không học qua Có học qua cảm ứng thiên hay không? Không học qua Thế nhưng bạn hỏi bà Con người này có hiếu thuận cha mẹ không? Có tôn kính sư trưởng không? khẳng định là có có từ tâm bất sát không? đầy đủ mười nghiệp thiện hay không? Bạn đi hỏi xem khẳng định đều đầy đủ. cho nên bà có điều kiện người ta một câu a di đà phật niệm ba năm thì hữu dụng rồi thật thành công chúng ta niệm qua ba năm. Niệm 30 năm Cũng không có tin tức Nguyên nhân gì vậy Nghĩ lại xem Chúng ta có thể xứng đáng với cha mẹ không Chúng ta có thể xứng đáng với sư trưởng không Phục vụ ở trong xã hội Chúng ta có thể xứng đáng với lãnh đạo hay không có thể xứng đáng với đại chúng trong xã hội không? Cố gắng mà phản tỉnh. Cho nên khởi tâm động niệm đều đang tạo nghiệp. Như tinh kinh địa tạng đã nói, chúng sanh diêm phù đề làm việc gì đều là nghiệp, đều là tạo tội. Lời nói này có phải là quá đáng một chút hay không? Vậy chúng ta chính mình nghĩ xem Khởi tâm đồng niệm của chúng ta có phải là tự tư tự lợi hay không? Khởi tâm đồng niệm của chúng ta có phải là danh vọng lợi dưỡng hay không? Có phải là tham sơn si mạng không? Có phải là tổn người lợi mình hay không? Nếu như đều là những ý niệm này Vì thì lời nói trên Kinh Địa Tạng Là hoàn toàn đúng Bằng khởi tâm đồng niệm Thấy đều đang tạo nghiệp Cho nên Tụng Kinh Nghe Pháp Niệm Phật Chỉ là kết một thiện duyên Với Phật Bồ Tát nghe một đời này có kết quả hay không không có hiệu quả sự việc này chúng ta không thể không biết nếu như bạn vẫn không thể cảnh giác được thì bạn thường hay nghĩ tưởng hiện tại ngay trong cuộc sống thường ngày bạn gặp phải một số khó khăn Nghĩ lại chúng ta ở tại trong hoàn cảnh hiện tại đây Gặp phải rất nhiều thiên tai nhân họa to lớn Nhân họa to lớn nhất chính là chiến tranh Nhân họa nhỏ thì quá nhiều Người khác đến muốn hiếp bạn Quy hiếp bạn đến hủy bán bạn, đến hãm hại bạn. Đây là nhân họa. Trong Đại Thừa Giáo nói, cộng nghiệp, biệt nghiệp. Có người nào không gặp phải? Tại vì sao làm gì khó khăn đến như vậy? Người xưa nói rất hay Cái thế gian này Ở người thông thường mà nói Ở nơi tỷ lệ mà nói 8, 9 phần 10 Bạn đều sẽ gặp chướng ngại Có rất nhiều chướng ngại không nghĩ đến Chướng ngại từ do đâu? Nghiệp chướng Nên có câu Việc không vừa lòng thường đến 89 chín phần mười Người có tâm cảnh giác cao Họ ở ngay trong hoàn cảnh này sẽ giác ngộ Giác ngộ thì tốt Vừa giác ngộ Thì khẳng định liền sám hối Quay đầu lại Thay đổi tự làm mới Từ đây về sau Làm người mới Trong cách làm người Có một bí quyết đó chính là lão tổ tông trung quốc chúng ta dạy cho chúng ta hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ câu nói này quan trọng không luận gặp bất cứ khó khăn nào thiên tai nhân họa vượt ngoài dự tính ý nghĩ không tới Chúng ta đã gặp rồi Lập tức Phải nhớ đến lời của Tổ Tông Nhưng Bạn gặp cái tai nạn này là quả Có quả ác có nhân Quả báo hiện tại Không thể không nhận trong Đại Thừa Giáo nói Bồ Tát sợ nhân Chúng sanh sợ quả Chúng sanh mê hoặc điên đảo Tạo ra cái ác Tạo nghiệp bất thiện Quả báo hiện tiền thì họ lo sợ Bồ Tát thông minh Quả báo đến rồi biết được Vậy không còn cách nào Chính mình nhất định phải gánh giác Phải tiếp nhận Chuyển biến quả báo ở chỗ nào vậy? Ở trên nhân mà chuyển ta phải cố gắng phản tỉnh cố gắng kiểm điểm ta đã làm những nghiệp bất thiện gì nhất định phải tìm cho ra ác nghiệp bất thiện này của chính mình làm thế nào tiêu trừ sám hối thì tiêu trừ chân thật sám hối từ trong nội tâm mà sám hối phát lồ sám hối khi chân thật sám hối không phải là che giấu người khác đối diện với người trong nhà đối diện với đại chúng chính mình có thể đem những việc sai lầm của chính mình nói ra đây gọi là phát lồ sám hối Người khác nghe rồi trách cứ bạn Phê bình bạn Tội của bạn liền tiêu hết Chân thật thay đổi từ làm mới Không ai mà không tán thán bạn Không ai không bội phục bạn không ai không giúp đỡ bạn Vậy chúng ta gặp phải thuận cảnh Làm sao xử lý Quyết định Không có chút tâm Ngạo mạn Luôn phải biết Chúng ta Làm được quá ít làm được chưa đủ Người khác tán tháng ta tốt Ta không đủ tốt Ta còn kém quá xa Không thể so được với Phật Không thể so được với Bồ Tát Cùng với những tổ sư Đại Đức này Chúng ta đều không thể sánh kịp Có gì đáng để kiêu ngạo chứ? người khác càng tán thán chúng ta càng lo sợ càng phải nỗ lực càng phải cẩn trọng ngày ngày phản tỉnh tìm tâm bệnh của chính mình tìm bằng cách nào không khó Mỗi ngày bạn cầm đi tự quy Cầm lấy cảm ứng thiên Cầm lấy năm khóa một tu hành của tịnh tông chúng ta Tam Phước Tam Phước vừa rồi Chúng ta mới giảng một điều Hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp điều đầu tiên trong điều thứ nhất này bao gồm ba cái gốc nho thích đạo bạn ngày ngày đọc ngày ngày phản tỉnh ba cái gốc này văn tự không nhiều phải đem nó đóng vào một chỗ Không đến mười tờ. Một quyển sách rất mỏng. Dùng cái này để làm tiêu chuẩn. Đây đều là cổ thánh tiên hiền. Chư Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta. Đây gọi là kinh điển Sao gọi là kinh điển? Vì nó siêu dược không gian Siêu dược thời gian Ba ngàn năm trước Thông thường người học tập chuẩn xác Ngày nay, ba ngàn năm sau Chúng ta đến học tập vẫn là chính xác Người Trung Quốc học tập là chính xác Người nước ngoài học tập vẫn là chính xác Chân lý vĩnh hằng Bất biến Tình nghiệp tam phước Điều thứ hai Thọ trì tam quy Cụ túc chúng giới Bất phạm oai nghi Bạn nghĩ tưởng xem Chúng ta học Phật Chúng ta có thể xứng đáng được với Phật không? có thể xứng đáng với Bồ Tát hay không? Có thể xứng được với Tổ sư Đại Đức của chúng ta hay không? Ba điều này làm được chưa? Tâm quy là cái gì? Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy là hội quy, y là nương tựa. Ta có hội đầu hay không? Ta có chân thật nương vào tam bảo hay không? Phật Pháp Tăng là ý nghĩa gì? Luôn phải rõ ràng. Phật là giác ngộ. Pháp là chánh tri, chánh kiến. Tăng là thanh tịnh, không nhiễm, Chúng ta nghĩ xem Quy y Phật Chính là từ mê hoặc điên đảo Quay đầu lại Phải nương tự tánh, tánh giác Tam bảo là tánh đức Ta phải ngày ngày chân thật làm như vậy Đó là chân thật quy y Giác mà không mê Đó là quy y Nương vào tự tánh giác Không làm như vậy Vẫn là mê hoặc điên đảo Vậy thì chúng ta có lỗi với Phật Vì sao vậy Chúng ta quy y là giả Có danh mà không thật Đó chính là tạo tội nghiệp pháp chính là chánh thi chánh kiến hiện tại chúng ta chính là tà tri tà kiến trong lòng tràn đầy từ tư tự lợi danh vọng lợi dưỡng tham sân si mạng đi làm gì là chánh thi chánh kiến từ tà tri tà kiến quay đầu lại nương chánh thi chánh kiến đây gọi là quy y pháp chúng ta đang học kinh giáo những đạo lý hiện tượng nhưng quả trong kinh giáo đã nói chúng ta thấy đều tường tận đem những tri kiến sai lầm từ trước buông bỏ chúng ta y theo giáo lý phật đã nói trên kinh nỗ lực học tập đây gọi là quy y pháp Phật dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ Bạn làm được chưa? Phật dạy chúng ta phụng sự sư trưởng đã làm được chưa? Phật dạy chúng ta Từ tâm bất sát Khởi tâm động niệm Là Đại Từ Đại Bi Sát Cái ý này dẫn ra phàm hãy làm những việc tổn hại chúng sanh thì không được làm. Không dễ dàng. Chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm có tổn hại người khác hay không? Nếu là làm cho người khác cảm thấy khó chịu Thì chúng ta Làm sai rồi Bồ Tát ở nơi nào Thì khiến cho tất cả chúng sanh Sanh tâm hoan hỷ Họ là Bồ Tát Cái này chúng sanh xem thấy bạn thì chán ghét Vậy ta xem thấy họ thì ta vội vàng đánh đi không nên để cho họ phiền não đây đều là bồ tát hạnh tăng dù họ tu hành như thế nào không liên quan gì với chúng ta ta xem thấy hình dáng này của họ cái hình tướng này lập tức liền phải nghĩ đến sáu căn thanh tịnh một trần không nhiễm hình tướng của tăng công đức rất lớn mỗi giờ mỗi phút họ đang nhắc dở ta ta tôn trọng họ chính họ thì giới hay không thì giới tu hành hay không tu hành đó là gì của họ không liên quan gì với ta ta xem thấy cái tướng đó của họ thì ta liền nghĩ đến ta phải quy y tăng Quy y tăng Là ta từ tất cả ô nhiễm quay lại Quay đầu lại ta phải đương tâm thanh tịnh Đây gọi là quy y tăng Đây là tam quy y Nếu như chúng ta làm được tam quy y Chúng ta xứng đáng với Phật Là học trò tốt của Phật Tam quy y không làm Chúng ta lừa gạt Phật Bồ Tát vì sao vậy mạo nhận mạo nhận là đệ tử quy y của phật tam quy hoàn toàn không làm được cái làm ra là hoàn toàn tương phản mỗi ngày làm ra vẫn là mê tà nhiễm làm gì là giác chánh tịnh vì đến chỗ này bạn không đau đớn mà rơi nước mắt hay sao Cụ túc chung giới Năm giới có làm được hay không? Không cần nói nhiều Mười thiền có làm được không? Đây là mức độ thấp nhất Bạn cần phải làm cho được không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu. Gọi là năm giới. Trong mười giới cũng bao gồm mấy điều này. Nhưng nói nhiều hơn một chút, rõ ràng hơn một chút. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, Giống giới nam giới vậy Thì nó khai mở Không giọng ngữ không hai chiều Hai lưỡi là khiêu khích thị phi Không thiêu dịch Thiêu dịch là lời nói ngon ngọt Không ác khẩu Ác khẩu là lời nói thô lỗ Người ta nghe qua rất khó chịu Lại thêm vào không tham Không sân, không si vừa vào cửa phật lão sư liền nói với chúng ta chúng ta có phải đã thật làm được hiện tại tai nạn nhiều đến như vậy ở trong nhà phật nói ở trong tôn giáo nói Họ nhận biết không giống như người thông thường. Nhà Phật cùng trong tôn giáo nói tai nạn là thuộc về nghiệp báo. Tự làm tự chịu. Nó là quả báo. Quả báo có nhân. Nhân là cái gì? Chúng ta chính mình làm không được tốt. Mới gặp phải tai nạn này. Tại vì sao chân thật vừa sám hối Sau mấy lần thống thiết rơi lệ Bệnh trên thân đều không còn Hết bệnh Rất nhiều ung thư Trong báo cáo của Lưu Thiện Nhân đã nói rất nhiều Nêu Linh rất nhiều thí dụ Ung thư Bệnh ung thư rất nghiêm trọng Bác sĩ đều nói họ đại khái nhiều nhất Chỉ có thể sống đến 1-2 tháng Gặp được ông, ông nói cho họ nghe Họ chân thật vừa nghĩ Nghĩ đến cái gì Xin lỗi với gia đình, xin lỗi với cha mẹ Xin lỗi với vợ, xin lỗi với con cái Vừa hối cải Vừa đau lòng Mấy lần ói mửa Bệnh liền khỏi hẳn Lại đi đến bệnh viện kiểm tra thì không còn Bác sĩ hỏi họ Ông uống thuốc gì vậy, ai trị bệnh cho ông vậy Cách trị của Lưu Thiện Nhân thật cao minh Trước đây tôi có gặp được Một thầy thuốc Ông là thuốc gia truyền Cũng là Nghi nan tạp chứng Như những thứ ung thư vậy Ông trị được rất nhiều người phương thuốc của ông là tổ truyền chính mình lên núi hái thuốc sau khi hái về rồi đem nó ngâm phải là ngâm ở trong rượu thuốc rượu khi trị bệnh thì đem thuốc này đắp ở trên thân thuốc này rất lợi hại đem độc ở bên trong độc ở bên trong đem nó hút ra bên ngoài hết dùng phương pháp cạo để cạo ra khi cạo ra chất dính nhẹ nhẹ Đem bệnh từ bên trong cạo ra hết Lưu Đại Phu thì bảo bạn chính mình ói ra Ông chính là đem nó hút ra bên ngoài Sau khi vừa cạo ra Thì bạn rất nhẹ nhàng Những bệnh độc ở bên trong Thì đều được hút ra bên ngoài Đích thân tôi xem thấy ông làm qua việc này Đi cũng là rất cao minh Đạo lý là như nhau Một cái là dùng thuốc hút đó ra cho cạo đi Một cái là bạn từ miệng của mình ói ra Là một đạo lý Thế nhưng ói ra tôi cảm thấy còn cao minh hơn so với cạo ra Cho nên bạn thật tâm nhận sai bạn không nhận sai Bạn không thể quay đầu Bạn phải có dũng khí Đó gọi là đại dũng Đại dũng là gì vậy? Đại dũng là chịu đối mặt với mọi người Thừa nhận lỗi lầm của chính mình Phát lồ sám hối Thay đổi tự làm mới Người nào mà không có lỗi lầm nếu không có lỗi lầm Thì bạn thành thánh nhân rồi Mà không phải là phàm phu Nên có câu Nhân phi thánh hiền thuộc năng vô quá Đây chính là bạn không phải thánh hiền Thì làm gì mà không có lỗi lầm Chính là bạn chính mình Không đủ lực kiệm thảo Không chịu sám hối Không thừa nhận Nơi nơi Vẫn tự cho là đúng Bệnh của bạn làm sao mà hết được Nghiệp chứ Cái gì gọi là nghiệp Khởi tâm động niệm chính là nghiệp Phân biệt chấp trước chính là chướng Chúng ta có hay không Phạm phu sáu cõi mỗi mỗi đều có có ai mà không tạo nghiệp niềm niệm nghĩ cho người khác là thiện nghiệp có tốt không tốt có thể thoát sanh tử vượt tam giới không không thể vì sao vậy bởi vì bạn còn chấp trước Đây là trên kinh Phật nói được rất rõ ràng Chỉ cần có chấp trước Thì không thể ra khỏi sáu cõi Thế nhưng bạn mỗi niệm đều là thiện nghiệp Bạn ở trong sáu cõi được quả báo ở ba đường thiện Ba đường thiện là cõi người Cõi trời, cõi Atula Tuy là sanh ở ba đường thiện Ba đường thiện cũng rất dễ dàng bị mê hoặc Sau khi mê hoặc thì tạo nghiệp Họ lại tạo ác nghiệp Sau khi bạn hưởng hết phước báo ác nghiệp hiện tiền Chẳng phải lại trở lại ba đường ác hay sao? Lúc nào thì bạn có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi Thật muốn thoát khỏi sáu cõi luân hồi Phải nương vào Phật Pháp Phật Pháp chân thật có thể giúp bạn thoát sanh tử ra khỏi tam giới. Chân thật có thể giúp bạn trở về lại giới tự tánh. Đó là viên mãn thành Phật rồi. Trước tiên, bạn phải nhận biết. Nhận biết ở trong Phật Pháp gọi là giải ngộ Đêm nghiệp chứng sám hối hết rồi Đó gọi là chứng ngộ Cho đây có thể biết Tám dạng bốn ngàn hành môn Chính là phương pháp tu hành Môn là lối đi Pháp là phương pháp Gọi là pháp môn Cũng chính là phương pháp sám hối Tu hành chính là sám hối Chính là buông bỏ đem những tập tánh của chính mình toàn bộ đều buông bỏ nghiệp chướng liền sám trừ mới có thể giúp chính mình nâng lên cao nghiệp chướng không chỉ là một đời cho nên tôi cũng từng nhắc đến bởi vì tôi từ nước ngoài có được rất nhiều tin tức trị liệu từ bác sĩ tâm lý đã dùng thôi miên mức độ sâu tôi khích lệ một số đồng tu học phật tính tâm không đủ vẫn có hoài nghi có thể đi tìm những bác sĩ tâm lý nước ngoài tiếp nhận thôi miên của họ để ngay khi bị thôi miên bạn nói ra trong đời quá khứ đã tạo ra nghiệp chướng nếu như bạn có nhiều tin tức đến như vậy biết được đời quá khứ quá khứ một đời quá khứ hai đời quá khứ ba đời phải có đến năm sáu đời 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 kiếp kiếp đã tạo ra nghiệp gì nếu bạn đều biết được mà nói thì có thể giúp bạn sám hối có thể giúp đỡ bạn đem bệnh độc trong lục vụ ngũ tạng toàn bộ ói ra hết Cho nên nói đến tu hành Thì không thể rời khỏi sám hối Trong Phật Pháp Không luận là tụng kinh Sám hối Lễ Phật Thậm chí niệm Phật Niệm xong đều có hồi hướng Hồi hướng chính là thuộc về sám hối không thể không nỗ lực Ngày nay chúng ta cụ thể nhất Dùng cảm ứng thiên Tuy là đạo giáo Trong nhà Phật Tổ sư Đại Đức dùng nó Để giúp sám hối Rất nhiều đặc biệt là hai đời minh thanh ở nơi người đi học thịnh hành là công quá cách nhà phật cũng không ngoại lệ bằng xem thử tiên sinh liệu phàm gặp được dân cốc thiền sư dân cốc thiền sư tặng cho ông một quyển công quá cách Công quá cách không phải là kinh Phật Chính là cảm ứng thiên Điều một trong đó chính là cảm ứng thiên Cẩn dịch vọng tây cư sĩ địa chỉ email vòng tây cư sĩ a còng gmail com diễn đọc phật tử thiện quang nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh vì nước cực lạc nguyện đếp công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật